nó sai khổ giấy. Đó. Đây là chiếc 7110, chiếc máy in khổ Ala của Epson, máy in thánh thần, đã không in thì thôi, đã in là đẹp. Bây giờ chúng ta cứ chọn những cái này nào ngon nhất, bổ rẻ nhất, mang ra máy in nhá. Khổ Ala giá siêu rẻ, chạy được trên tất cả các loại chất liệu mực, đặc biệt là chạy cho chuyển điện thì thôi rồi nữa ơi. Bắc Kỳ bán máy in nhá, không phải là Nam Kỳ nhá, chuyên gia Bắc Kỳ Cá Châu Phi chuyên bán máy in. Đấy đấy, mực chuyển nhiệt đấy, máu chưa. Có loại này mà nên ép lên bàn nhiệt nữa thì mình phải dán vào áo nữa thì tuyệt vời ông mặt trời nhá. Tiếp tục cho tờ ra đây. Hai khay giấy, mỗi khay là 250 tờ, tổng là 500 tờ. In định lượng cao nhất là 250g, chạy được tất cả các loại vật liệu giấy. Mực gì chơi được hết, gì cái gì chơi tất, càng chơi càng máu. Nào chạy cho mấy chục tờ cho nó rực rỡ đi. Làm khi lắp con chuyển nhiệt cho nó in cho nó máu. Chọn 4 anh của khổ 4-6 rồi, chọn khổ A4 đi. Chọn vào khổ giấy đấy. Chọn ảnh đi, nó nhận ảnh đấy, chỉ chọn khổ giấy. Nhìn chưa, máu chưa. Đấy, làm được vò linh tinh đấy. Tờ linh tinh, tờ linh tinh đấy. Nó gọi là đang quấy tinh hay cả đang sở rồi. Việt Kiều yêu nước. Con này nhặt ở trên mạng rồi xuống này. Đấy người yêu anh cũng mà. Nó biết là nó ở nước nào. Còn cái này dễ nhìn. Nhìn dễ này, con này ở Campuchia lắm. Đó. Nhà đây anh nhá, đi con nhá. Ừ, đúng. Con này Campuchia rồi. Campuchia. Con này là con nào? Con này ở đâu? À, đây là một thương hiệu Tư Huynh. Đẹp. Sư Huynh nhá. Vừa in vừa hát nhá. Rồi, bắt đầu nào không? Được chưa? Hết rồi. Bây giờ đóng máy, cho lên đường hành quân về Bến Tre và Cà Mau. Tiếp tục lên đường đi kéo thầy cho các chủ nha. Rồi xong.